Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một dự án mới ha, một con game sắp sửa được ra mắt trong thời gian tới, đó là Warena. Các bạn có thể truy cập vào link là warena.io. Mình sẽ để liên kết ở bên dưới phần mô tả của video này để các bạn vào xem dự án này ha. Thì hôm nay thì các bạn sẽ cùng mình chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin xung quanh dự án này, xem dự án này có đặc điểm gì là nổi bật và với chúng ta thì chúng ta sẽ cần chú ý những thông tin quan trọng nào ha. Thì đây là một dự án về game kết hợp giữa NFT và Metaverse. Thì Metaverse các bạn cũng biết là đây là một cái trend mà mình nghĩ là sắp tới nó sẽ rất là hot với rất là nhiều những dự án game theo cái thể loại này. Dành cho bạn nào mà chưa biết Metaverse thì đó là một cái kiểu game mà nó mang tính là vũ trụ thực tế ảo ha. Nếu mà dịch ra tiếng Việt á thì mình có thể hiểu là vậy, là siêu vũ trụ ảo Metaverse. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng phần ở trong game này. Đầu tiên á thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể vào phần wallpaper này để chúng ta tìm hiểu về game này nó như thế nào ha. Thì đầu tiên thì mình muốn giới thiệu mọi người về cái story plot, tức là cái câu chuyện trong game này, và sau này các bạn chơi game thì các bạn sẽ hiểu ha. Thì bối cảnh của game này nó được lấy từ khoảng 100 năm sau, ở thời điểm hiện tại 100 năm sau thì lúc đó cuộc sống con người á, chúng ta sẽ có robot giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà xảy ra một cái việc, đó chính là cái việc chiến tranh thế giới ha. Thì lúc đó nó xảy ra một cái trận chiến tranh thế giới thứ ba và làm cho con người chúng ta bị tấn công ha, bởi những con zombie rồi monster người ngoài hành tinh vân vân. Thì lúc này á các bạn chúng ta sẽ tìm những tài nguyên nè, rồi tìm vũ khí, nói chung là mọi thứ để có thể sống sót cũng như là đánh trả lại những con này ha. Thì đó chính là cái plot, game plot của trò chơi này. Chúng ta sẽ thấy là trò chơi này về đầu tiên á, là về phần đồ họa đây. Các bạn thấy là nhìn đồ họa mình đánh giá là rất là bắt mắt ha, nhìn rất là đẹp, và đây là những nhân vật trong game ha. Thì các bạn có thể nhấp vào đây, các bạn xem một cái đoạn video ha, các bạn có thể xem một cái đoạn video trailer về cái game này. Đó thì mình thấy họ làm cũng rất là chỉnh chu ha. Các bạn có thể xem qua cái đoạn trailer này. Đó thì đây là bối cảnh của 100 năm sau, thế giới loài người ha, chúng ta gặp chiến tranh thế giới thứ ba nè, rồi chúng ta phải chiến đấu ha để đánh lại những con zombie, monster các thứ. Đó, thì game họ đầu tư bối cảnh khá là chuyên nghiệp ha. Hình ảnh cũng rất là bắt mắt. Rồi, quay trở lại với lại phần game feature. Thì những cái feature đặc tính ở trong game này á, các bạn có thể nhận thấy á, là cũng giống như những cái thể loại game khác. Thì mỗi một game chúng ta sẽ có một hệ thống các nhân vật ha. Thì đây là những nhân vật mà các bạn có thể thấy ở trong đây. Thì những cái nhân vật này á, có thể có những cái element ha, mình không biết dùng từ tiếng Việt như thế nào, nhưng mà các bạn có thể thấy là những nhân vật này có thể thuộc hệ, element có thể dùng chữ hệ ha, ví dụ như là hệ hỏa nè, lửa nè, hay là hệ nước, rồi hệ cây cỏ nè, rồi thunder là sấm sét, rồi rock là đá ha, rồi ice là băng, đó ví dụ như vậy. Thì đó là 6 cái hệ của các nhân vật trong game. Rồi mỗi một nhân vật á, vì game của chúng ta thì nó sẽ thuộc kiểu là mỗi nhân vật các bạn sở hữu á, nó sẽ là một cái NFT. Vì vậy những cái NFT đó nó sẽ được chia ra làm 4 loại khác nhau nữa. Thì chúng ta sẽ có là loại common là loại bình thường ha, rồi tiếp theo chúng ta sẽ có rare là hiếm, rồi mình không biết là epic với lại legend là cái nào ship tiếp theo nữa. Mình nghĩ chắc là epic. Thì tiếp theo nữa là Epic, rồi cuối cùng sẽ là Legend. Đó, thì nó có 4 cấp độ. Thì nếu mà các bạn sở hữu cái NFT nào mà ở cấp độ càng cao hơn thì các bạn sẽ có được giá trị nhiều hơn ha. Cái NFT nó sẽ có giá trị nhiều hơn và chúng ta có thể bán đi sau này. Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về flow trong game thì chúng ta sẽ chơi như thế nào ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ
chúng ta sẽ tham gia vào game rồi các bạn sẽ tạo nhân vật của mình. Sau đó thì mình sẽ chơi ha, mình sẽ chiến đấu rồi mình sẽ kiếm được những NFT ở trong game nếu mà các bạn giành chiến thắng ha, đó là những cái phần thưởng của chúng ta. Rồi sau đó thì những cái NFT này á các bạn có thể dùng nó để các bạn upgrade lên ha, chúng ta nâng cấp lên từng level từ rare nè, từ rare cho tới epic cho tới legend đó, thì các bạn có thể upgrade lên. Rồi sau đó thì các bạn có thể dùng những cái NFT đó rồi các bạn tiếp tục chơi, và chúng ta chơi thì chúng ta sẽ kiếm được tiền ha, rồi tiền chúng ta sẽ đem đi bán được. Thì một lát mình sẽ nói cho các bạn hiểu về những token được sử dụng trong game này như thế nào ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy luôn là về phần token của game này á thì chúng ta sẽ có hai loại token ha, các bạn chú ý. Đầu tiên á là chúng ta sẽ có WARE ha, thì đây là loại tiền để chúng ta sử dụng chính ở trong game. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ có đồng Rena, thì đây là đồng governance, đồng quản trị của game ha. Thì mình sẽ qua đây, chúng ta sẽ qua roadmap thì các bạn sẽ thấy là họ cũng viết rất là chi tiết về cái cách ha, sử dụng ha, use case của những cái token này. Thì WARE nó là token chính chúng ta sẽ sử dụng ở trong game ha, nó là một cái loại tiền tệ chúng ta sử dụng trong game, thì nó sẽ được sử dụng để chúng ta giao dịch rồi chúng ta mua bán cũng như là nâng cấp những Wario chúng ta đó. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có những cái tính năng như là exchange to real currency, tức là chúng ta có thể đổi ra tiền nè, rồi chúng ta có thể dùng để nâng cấp triệu hồi những nhân vật mạnh hơn, rồi chúng ta có thể dùng để giao dịch Warrior, những nhân vật trong game như là mua bán nè ha, hoặc là thuê các thứ. Thì cái cách mà các bạn sẽ kiếm được cái token này á thì thông qua những phần sau đây, đó là chúng ta sẽ tham gia những trận battle đó, rồi quest, tức là chúng ta sẽ tham gia giải những nhiệm vụ trong game, rồi playing là chơi game ha, ranking nếu mà bạn ranking đứng đứng nhất hoặc là trong một cái campaign nào đó mà chúng ta đứng nhất thì chúng ta cũng sẽ được thưởng token này. Rồi random event, rồi character NFT đó. Thì đây là những cách mà các bạn có thể kiếm được cái đồng WARE ha, đồng token chính để chúng ta giao dịch trong game. Rồi thế thì đồng RENA là đồng gì? Thì đồng RENA đó là một cái đồng ERC20 Governance Token, tức là đồng quản trị của trò Warena này. Thì những người mà chúng ta hold RENA thì các bạn sẽ có thể nhận được những cái phần thưởng nếu mà các bạn dùng cái đồng Rena đó, các bạn stack ha, các bạn stack Rena hoặc là các bạn dùng để chơi game hoặc là các bạn tham gia vào những cái lần mà vote dành cho cộng đồng, tức là vote những cái tính năng mới cho game hay là sau đó, thì các bạn có thể tham gia và các bạn sẽ nhận được thưởng Rena. Thì cách mà các bạn sẽ thu về Rena là các bạn sẽ chơi game ha, trong chúng ta thì chúng ta chơi game thì chúng ta sẽ kiếm được đồng Rena này, hoặc là các bạn mua bán ở trên marketplace những NFT hoặc là những vật phẩm trên game á, thì chúng ta sau này sẽ có marketplace ha để chúng ta tham gia giao dịch trên đó. Thì nếu mà bạn mua bán trên đó thì các bạn cũng sẽ kiếm ra được Rena, rồi chúng ta có thể bán Rena đi ở trên sàn ha. Thì theo như cái cách mà team họ trình bày ở trong đây á, thì mình nghĩ á, là cái đồng token chính á, mà người dùng á chúng ta hold ha, chúng ta dùng để hold dành cho bạn nào làm holder của dự án thì các bạn sẽ hold đồng Rena này ha, tại vì Rena này nó là ERC20 thì các bạn có thể hold được và có thể bán được, giao dịch được ở trên sàn. Còn cái đồng que này thì mình nghĩ là nó chỉ được dùng ở trong game thôi, thì cái đó là cái mình nghĩ thôi, mình chưa chắc là nó đúng hay không, nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể vào ha, chúng ta vào những kênh media của dự án như là Telegram nè, hay là trên Discord nè. Dự án này thì có trên Discord luôn ha. Bạn nào mà chưa biết Discord đó thì đây là một giống như một cái mạng xã hội vậy đó, để dành cho những người mà họ chơi game ha, họ tập trung ở trên đây. Thì bây giờ rất là nhiều dự án Twitter, mình nhầm, rất là nhiều dự án crypto đã có cộng đồng trên Discord rồi, thì các bạn có thể đăng ký tài khoản Discord ha. Hoặc là các bạn có thể lên trên Telegram các bạn hỏi chi tiết về hai loại token này, và theo mình nghĩ là vậy ha.
Rồi thì nếu mà nói về token thì chúng ta cũng sẽ xem qua về cái phần tokenomics. Thì hiện tại tokenomics dự án đang cập nhật, thì các bạn có thể quay trở lại trang này sau, các bạn có thể xem thêm token reward. Thì phần thưởng token thì dĩ nhiên là đây là game, cho nên chúng ta chơi game thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng dành cho cái token này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về thì cái hoạt động trong game á, bây giờ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái phase. Thì một lát nữa tới cái phần roadmap thì chúng ta sẽ biết được hai cái phase này sẽ ra mắt như thế nào ha. Thì game này, dự án này á, thì họ sẽ cho ra mắt hai phase. Thứ nhất á, là phase gọi là survival, thì đây là một cái phase mà các bạn sẽ chơi theo dạng là 2D ha. Trong cái survival phase này thì thức ăn nè, rồi những cái nhu yếu phẩm supply ha, hoặc là tài nguyên thì sẽ rất là khan hiếm. Thì chúng ta cần phải sống sót trước những cái sự tấn công của zombie monster ha. Thì cái việc survival nó sẽ trở nên rất là quan trọng và rất là khó khăn. Thì đó là câu chuyện của game. Đó thì các bạn có thể xem thêm ở đây. Rồi tới cái phase thứ hai khi mà ra mắt á, thì nó sẽ là cái phase về metaverse. Thì đây là phase mà các bạn sẽ chơi theo dạng là 3D. Mình cũng chưa tưởng tượng được là khi mà chơi 3D thì chúng ta sẽ cần những cái thiết bị gì, nhưng mà mình nghĩ là chắc là các bạn cần phải có một cái dụng cụ riêng nếu mà các bạn muốn chơi 3D. Ở cái phần game plot này nè. Đây các bạn thấy ha, phase survival thì là 2D, còn phase metaverse thì sẽ là 3D. Đó. Rồi, ok, bây giờ tới phần team. Thì team thì các bạn sang trang chủ các bạn xem sẽ rõ thông tin hơn. Thì đây là một dự án mình thấy là thông tin thì có vẻ đây là một dự án của Việt Nam ha. Thì gần đây á, các bạn sẽ thấy là chúng ta có khá là nhiều dự án game mà của team Việt Nam phát triển và đã rất là thành công rồi. Như là ASEAN Infinity thì các bạn cũng biết rồi ha. Hoặc là gần đây nhất thì có dự án Step Hero á, thì cũng là của team Việt Nam phát triển và mình thấy là dự án nó cũng đã launching và cũng là rất là thành công và thu hút được rất là nhiều những quỹ lớn rồi ha. Thì quay lại với dự án này á, thì đây là dự án có team là mình thấy là hoàn toàn là của Việt Nam hết. Đó các bạn thấy là tên của người Việt Nam nè. Rồi cái quan trọng ở đây á, thì mình thấy là cái đội ngũ advisor của trò này cũng khá là chất lượng. Đầu tiên là chúng ta có Minh Đoàn, thì đây là người có bằng PhD ha, bằng PhD là bằng tiến sĩ ha. Rồi là một người làm việc đã từng làm việc cho Google, làm vị trí tech lead của Google, rồi là ex-co-founder, là một co-founder của dự án Harmony One đó. Rồi tiếp theo là một gương mặt cũng khá là quen thuộc, nếu mà bạn nào chúng ta xem nhiều dự án rồi các bạn sẽ biết gương mặt này, đó là Ga Lam Won. Thì anh này thì làm advisor cho rất là nhiều dự án khác nhau và team của anh này hình như cũng có một dự án đó là Genesis Shard, mình không nhớ rõ nhưng mà mình tìm hiểu thử, hình như là dự án này thì do bên anh này làm, một người cũng rất là uy tín ở trong giới crypto ha. Rồi tiếp theo là có Chama là CTO của Deeper Network, thì Deeper Network này cũng là một dự án về trong crypto, các bạn có thể tìm hiểu về dự án này cũng khá là lớn. Rồi tiếp theo là Kai JC, thì anh này là founder của Best Network, thì bạn nào mà chơi IDO các bạn cũng sẽ biết về Best Network ha, là cái nền tảng Launchpad để rất là nhiều dự án IDO trên đó. Đây, nãy mình đoán đúng rồi ha, mình nhớ đúng rồi nè, Ga Lam Won thì ở đây chính là advisor của dự án chúng ta đang quan tâm là Warena ha. Thì đó là đội ngũ advisor. Còn lại chúng ta có là Hatu Sky, thì mình không biết anh này, nhưng mà anh này là làm việc ở DAO Maker, thì DAO Maker cũng là một dự án rất là nổi tiếng, cũng là một cái launchpad ha. Rồi về những cái đội ngũ partner theo group ha, theo những cái venture thì chúng ta có những cái partner sau đây. Đó các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì đó là thông tin về team cũng như là đội ngũ advisor partner của dự án.
check qua về ở phần roadmap này thì mình thấy họ còn để về smart contract với lại audit thì chắc cũng sẽ sớm được update ở đây thôi. User platform thì game này có thể chơi trên cả mobile cũng như là PC ha. Chúng ta đợi game ra mắt. Rồi bây giờ mình sẽ check qua một chút về phần roadmap của dự án. Thì chúng ta đang ở thời điểm là quý chuẩn bị kết thúc quý 3 để bắt đầu vào quý thứ tư của năm 2021. Thì ở quý 3 2021 thì dự án sẽ bắt đầu launch cái version số 0, version đầu tiên thì sẽ gồm có về marketplace cũng như là những cái NFT item là những nhân vật ở trong game ha, cũng như là wear token. Rồi, tiếp theo là tới quý 4 là tầm từ tháng 10 tháng 12 ha thì sẽ có version 1 là sẽ có tournament. Thì mình nghĩ nếu như mà theo cái roadmap này á là tầm một tháng, trong một tháng sắp tới thì team có thể là họ sẽ launch xong cái version 0 nè và bắt đầu chuẩn bị là launch sang version 1 này ha. Trong thời gian sắp tới. Rồi nói chung là trong khoảng từ bây giờ cho tới cuối năm nay thì các bạn có thể chơi được cái game này. Rồi tiếp theo là tới quý 1 2022 thì tới version 2. Rồi tới quý 2 thì sẽ tới là version 1 của cái phase số 2 ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là cái version đầu tiên của phase 1 là Survival. Rồi tới quý 2 năm 2022 thì chúng ta sẽ chơi được phần Metaverse là cái phase thứ hai của game này. Thì đó là tất cả thông tin về dự án này mà mình muốn giới thiệu tới mọi người ha. Qua Arena thì mình sẽ để một số cái đường link quan trọng về dự án này ở dưới phần mô tả của video để cho các bạn tham khảo ha. Rồi mình chúc cho mọi người sẽ đầu tư thành công trong mùa crypto. Rồi chào tạm biệt mọi người nhé.